Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bị giảm một bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 với tổng số điểm là 1.643 và xếp ở vị trí thứ 34. Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với việc bỏ xa Thái Lan hay Myanmar. Được biết, vị trí trên bảng xếp hạng FIFA chính là cơ sở để phân chia nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023. Nhiều khả năng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3. Trong khi đó, ở vòng 10 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022, trận đấu được quan tâm nhất giữa Hà Nội 1 và Thái Nguyên TNT đã diễn ra đúng với dự đoán của nhiều người. Thế trận giằng co là điều được thể hiện trên sân trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù vậy, với khoảnh khắc tỏa sáng của Hải Yến, Hà Nội 1 đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh top đầu. Và quan trọng hơn là việc tiếp tục bám đuổi Thành phố Hồ Chí Minh 1 trên bảng xếp hạng. Còn tại giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2022 vừa kết thúc mới đây, Phong Phú Hà Nam đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau chiến thắng 4-0 trước Hà Nội. Đội bóng giải hạng 3 là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sau gần 20 ngày tranh tài, sân chơi dành cho các nữ cầu thủ trẻ đã kết thúc tốt đẹp trong chiều ngày 13 tháng 10 vừa qua tại trung tâm VFF